Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Di Giáo Pháp Hữu Hạnh, kiên lễ anh dương nhị khí thành, sanh tử tử sanh đồng nhất ly. Nơi này võ tướng động quan, hối kiềm tương phá hoàng, màu màu lại đáo ăn tiền về cho công sư dạy việc đó nha. Về làm gì? Nhà nghi là ai? Cứ ngủ nơi nào? Hãy mau xin chặt tán cho công sư ra đây tự tận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Còn mày ngồi dậy uống nước là cúi nổi không mày? Cho nó miếng nước đây. Cái gì vậy mày? Làm cho như gà mày, sáng xuất hiện chưa? Mùi chú lẹo lép ngậu. Sao? Mày thấy nước đây sao mày? Không nhận nha. Nước ở nhà 6 này hay mát hơn ở nhà 5 nhiều. Đúng rồi. Mát nước lẹ mày. Uống, uống. Uống. Trời ơi, mưa nó khít không nổi rồi. Nước lẹ nè. Tao thấy mày uống nước không xong rồi đó mày. Trời ơi, nó giết cái chú uống với bà con. Cái miệng tôi rộng bằng cái ngã 6 này, ông chế vô hai cái lỗ mũi nè. Hỏi bà con ở cái 6 này uống được mày. Chứ mày quỷ sứ mày uống bằng hai lỗ thở gì mày? Nhiều chuyện quá, nằm xuống nghe tao hỏi cho mày. Hồi đau quá rồi nè. Hồi trước khi mà dĩnh viện cõi trần đi theo phò lên cũ, mày có điều gì muốn nói với bà con cô bác đây không mày? Có mày ơi. Dạ, trước khi con đi theo phò lên cũ, bà con cô bác ở trong gia đình gần xa đó, ai có thương tình thì vô ủng hộ để con làm lộ phí đi theo phò lên cũ luôn. Bà con thân mến ơi. Trời, con quỷ nó khôn quá bà con ơi. Trước khi nó dĩnh viện cõi trần đi theo phò lên cũ, nó còn xin tiền làm lộ phí. Bà con cô bác ai thương tình ủng hộ nó 50,000 lẻ mua xôi phò lên cũ luôn bà con ơi. Rồi không cho mày được không mày? Không, không cho. Rồi sợ phí đâu đi theo phò nữa. Đây, nghe mày ăn khang quá. Anh trai vừa bước ra tặng mày 30,000 đồng tiếng đi một đoạn cho mày. Tam khang giả con cháu đông như vậy. Mà con một mình cháu trai tặng, còn mấy người kia hết đâu hết rồi mày. Chứ mày quỷ sứ ai thương mày? Con cháu trai không? Mấy cường đâu rồi? Rồi trước khi mày chết thì kiếm chạy hộp không mấy cường chi cho mày? Không mấy cường hết. Nếu một mai á, tôi có đi theo hồ lên cũ, ông cũng nhớ tặng tôi cái hộp đẹp, giống hệt như trong nhà cái hộp mấy cường. Trời, mày khôn quá hả mày? Trước khi chết tụi xin hoa bài đặc biệt đó hả? Đỡ như mày, chú mấy cường cho mày cái từ thiện được rồi mày. Nghe mà ghen thang quá. Trợ lý của chú mấy cường vừa bước ra tặng mày 100 đồng nữa mày. Em khám giả bao nhiêu người, có hai người thôi. Còn nghe đâu ghét hết sao mạnh. Đâu đâu mà điếm là thôi. Nãy giờ
chủ nhà hòm với bà con cô bác ở đây á, ủng hộ ta đủ một vé Hương Trang giường nằm, có hai phải gì dưới không mày? Để ta đếm coi mày. Đây, dịch vụ mai táng chạy hòm bảy cường với anh trai vừa quốc gia tặng mày tổng cộng là 130,000, đủ đi không mày? 130,000. Cười thấy ghét mày. Quỷ sứ khóc vậy chứ cười gì thằng ông nội. Ở trong nhà kìa, đã chết mười mấy hai chục trai. Mình quỷ sứ đẹp trai chứ, ngày sáu thì chết con sĩ qua. Thầy, ông anh vừa bước ra tặng cho mày 20,000 đồng nữa mày. Nãy giờ có một mình em trai nó tặng, không còn mấy chị gái trong gia đình đâu hết rồi mày. Chị gái mày vượt chạy mắt dép hết trơn rồi mày ơi. Mày lạnh lắm không? Để nó kêu mày vô đắp mày lại nha. Chị gái nằm hào quảng hồn rồi. Cái gì vậy mày? Ông lấy cái tấm gì sao mà hôi nước mắm muốn chết luôn nè. Tấm chạy mà nãy ăn mấy ngày nay vậy mày? Đây, ông anh vừa bước ra tặng mày thêm 40 ngày đồng nữa mày. Nãy giờ có 109 hả mày? Ông nằm xuống mày. Gặp đau chắc lên. Gì vậy mày? Cao lỗ là cầu. Con lỡ tên không? Lỡ, lỡ, lỡ. Lỡ ông nội mày chứ lỡ. Là khu cái địa tao mày trà, trà đúng không? Mày kiếm bà dành vợ mày những ngày đó. Mày đặt chứ lên. Làm cái dưới muốn được gặp thiệt mày. Gặp cái gì mày? Gặp thần, mày ghê. Trước thì chết thì xúc phạm tới đây đó mày. Nằm xuống mày. Còn gặp không? Chắc lên. Quá đà, quá đà, quá đà. À, quá đà mày. Quá đà. Tao nghe mày nói quá đà rồi. Đây, trong gia đình vừa bước ra tặng mày thêm trăm nữa mày. Gì vậy? Do bà con hướng mắt về xem kim tướng trị tội của quỷ nào luôn bà con ơi. Chuẩn bị. Một. Ê, trời ơi trời, ông nội, nó có thủ kiếp trước với ông hả? Trời ơi trời, con nội hết thằng, nó đưa tin cái thằng lẻ. Cái này là con. Ôi, nhập thiệt là con. Cái gì chuyện qua mà làm gì vậy? Một. Hai. Cái gì nữa nè mày? Kim tướng. Trước khi ta đi theo họ lĩnh cũ á, người ta nói là sao cùng với bà con mà nó chết cũng được nữa. Nói lẹ đi mày. Mày nhìn kỹ coi. Có mấy anh trai với chị gái trong gia đình đó, có vô ủng hộ chiếc xe bích cuối cùng của mày. Mày kiếm chiếc xe bích hả? Người ta nói mày chết đi rồi người ta mới cho mày. Hai. Ba. Xử tử đó. Linh nó ra luôn. Thank you.
quên. Trời ơi, chứ để nãy thì cũng quên mà xả có hỏi á. Chứ để có gì thì tới. Oh.